Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã tổ chức ngày hội văn hóa và triển lãm ảnh về chủ đề Tổng công ty Điện lực miền Bắc hành trình đổi mới, nhằm khắc họa chân thực hình ảnh lao động của người công nhân điện lực miền Bắc với nhiệm vụ đảm bảo dòng điện an toàn, ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và an sinh 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Ngày hội văn hóa EVN-NPC bao gồm các nội dung trải nghiệm làm quạt, đèn pin từ những vật liệu tái chế, không gian trải nghiệm nghệ thuật tô tượng, không gian đổi giấy lấy cây, không gian game vận động vui nhộn bổ ích, trả lời các câu hỏi về tiết kiệm điện, triển lãm ảnh. Ngày hội văn hóa lần này cũng là dịp để cộng đồng xã hội tìm hiểu thêm về công việc vất vả của những người thợ điện đi cùng quá trình phát triển của đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, EVN-NPC đã lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của miền Bắc và đất nước. Từ quy mô lưới điện ban đầu chỉ gồm 500 km đường dây và 2.000 trạm biến áp các loại, điện năng phần lớn chỉ dành cung cấp cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và quốc phòng. Điện dành cho sinh hoạt chiếm tỷ lệ rất nhỏ bởi công suất hệ thống có hạn. Đến nay, EVN-NPC đã quản lý 8.600 km đường dây 110 kV, 250 trạm biến áp 110 kV, 220.000 km đường dây trung hạ áp và hơn 51.000 trạm biến áp với tổng dung lượng 14.700 MW. Bán điện trực tiếp đến hơn 10,17 triệu khách hàng với mức tăng trưởng điện thương phẩm trên 10% trong nhiều năm liền.